Kính chào quý vị đang theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm của Furnibuy. Trong video lần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị mẫu sofa FB080701. Sản phẩm được thiết kế dạng sofa hình chữ L, có chiều dài là 2m4, chiều rộng là 1m8, chiều cao là 90, bản rộng của phần chữ L là 70, lòng sâu của ghế là 50, khoảng cách từ mặt đất lên vị trí mình ngồi là 40. Đi kèm cùng chiếc sofa chữ L đó là hai chiếc đôn nhỏ có kích thước là 35x35. Bộ sofa sử dụng được toàn bộ bằng phần khung gỗ tự nhiên đã được xử lý và hạn chế cong vênh mối mọt. Kết hợp với đó là hệ thống nệm mút dày dạn êm ái. Bên ngoài được bọc bằng lớp da hàn nhập khẩu loại tốt có độ đàn hồi cao. Với một bộ sofa có thông tin cơ bản như trên, Furnibuy hiện đang bán với mức giá chỉ 9.800.000. Ngoài ra, quý khách có thể tùy chỉnh bộ sofa, có thể chuyển phần góc chữ L này sang vị trí bên kia để cho phù hợp với không gian kê của nhà mình hơn khi đến với dịch vụ thiết kế sofa theo yêu cầu. Thời gian đóng ghế sofa theo yêu cầu chỉ từ 3 đến 5 ngày với giá thành vô cùng ưu đãi. Hãy liên hệ với hotline ở dưới màn hình để được tư vấn cụ thể hơn. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại tổng quan một lần nữa về mẫu sofa này nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.